Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Thờ phụng là cân bằng phần âm, thờ Phật là nuôi dưỡng tâm thức, tìm tự tánh trên con đường giác ngộ. Thờ gia tiên nhằm tưởng nhớ người ở thế giới bên kia. Dù thờ gia tiên, thờ Phật, thờ ông Táo, ông Công, thần tài thổ địa, tất cả điều ấy là người đáng quý. Tuy nhiên, thờ phụng là cân bằng phần âm, không thể quan trọng bằng chăm sóc nuôi dưỡng phần dương. Chăm sóc chăm lo những người bên cạnh, đối người tiếp vật chân thành là quan trọng nhất. Người biết quân bình cả âm và dương như thế, phước báo vô cùng tận. Ngày nay nhiều người say mê khoa học công nghệ, họ cho rằng khoa học là nhất, thờ phụng hay tôn giáo là mê tín, thật sự đáng tiếc. Ngược lại, có những người quá xem trọng việc thờ phụng, thiếu sự quân bình phần dương, chuyện thờ phụng của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Khác gì người sống hôm nay tại ngôi nhà này, tâm nghĩ tưởng tới hôm qua và ngôi nhà cũ. Nặng về phần âm mà xem nhẹ phần dương sẽ thiếu sự cân bằng. Nhiều vị có tâm lo ngại về chuyện thờ phụng gia tiên và thờ Phật sao cho đúng, sợ bị phạm, sợ bị thất lễ, vì thế tâm lo lắng và chần chừ trong việc an vị bàn thờ. Khải Toàn xin đưa vài ví dụ, nhưng trước tiên không bàn chuyện đúng hay sai. Trong kinh có nói, chuyện thấy đúng là hợp với một số người, ở một số nơi và một số thời điểm. Giả dụ trong chuyện ăn chay, đạo Phật là không sát sanh, đạo Công giáo ăn chay là tiết kiệm, họ có thể ăn cá. Vì vậy, chuyện đúng sai trong thờ phụng còn xét ở lý và sự, xét ở hoàn cảnh cũng như vùng miền, không có gì là bất biến. Hôm trước có hai bạn trẻ đến trò chuyện và xin tham vấn. Hai bạn vừa chuyển sang nhà mới, hiện có một bàn thờ gia tiên. Trên bàn thờ to đã an bị khoảng 5 hình người thân và pháp khí. Nay đến gặp Khải Toàn xin tham vấn ý kiến về việc đặt thêm bàn thờ Phật, không biết đặt sao cho đúng vì diện tích nhà khá hạn chế. Nói chung, trước là sợ phạm, sau là hoàn cảnh không quá thuận, nên phân vân trong việc này. Sau khi Khải Toàn xem hình ảnh bàn thờ cũ, hỏi thăm về ý nghĩa thờ Phật của hai bạn, và đặc biệt là tâm ý của hai bạn như thế nào về chuyện thờ gia tiên. Khải Toàn luôn muốn gia chủ mở lòng để hiểu rõ hoàn cảnh cũng như tâm ý như thế nào, để hướng những vị ấy thực hành trong an lạc, từ chuyện thờ phụng hay chuyện phong thủy. Nếu hiểu và mở lòng, chính bản thân những vị ấy là người tự thay đổi. Sau khi trò chuyện xong, Khải Toàn xin hồi đáp. Bản thân anh đừng vì quá thương tiếc người đã mất mà tưởng nhớ họ từ bàn thờ to cho đến trong suy nghĩ. Làm như thế, người thân đã mất khó lòng an nghỉ nơi thế giới bên kia. Thờ phụng gia tiên nhằm tưởng nhớ họ, để nhắc nhở cội nguồn của mình, để kể lại cho con cháu về ông bà tổ tiên. Giả dụ anh có một tuần tạm ngưng công việc, anh sẽ không muốn đồng nghiệp làm phiền liên tục gọi điện thoại. Người đã mất họ đã nghỉ hưu, nếu kêu gọi tưởng nhớ họ mãi, khác nào làm phiền họ. Bàn thờ to trong diện tích nhỏ thật sự không phù hợp. Hình ảnh người quá cố vừa to vừa nhiều gây cảm giác không tự nhiên với những người trẻ trong nhà. Thậm chí bàn thờ đặt ngay phòng khách, khi có khách đến thăm cũng thiếu tự nhiên. Về việc này, anh có thể cân nhắc thay đổi bàn thờ nhỏ lại, hình ảnh to thay bằng bài vị nhỏ, bài vị nhỏ có hình nhỏ kèm khắc tên. Có những gia đình họ gom vào chung một bài vị lớn với dòng chữ Cụ Huyền Thất Tổ. Anh có thể cân nhắc về trường hợp này. Bàn thờ vừa phải phù hợp không gian, tầng dưới là bàn thờ gia tiên, tầng trên là bàn thờ Phật, hoàn toàn như anh mong muốn, vừa trang nghiêm lại hợp lòng. Làm được như thế, chuyện thờ phụng vừa giữ lễ, vừa hợp lòng những người sống trong nhà,
họ cảm thấy nhẹ nhàng. Cân bằng cả phần âm, phần dương, chuyện thờ phụng không ảnh hưởng đến những người thân. Những người đã mất lại được an lòng. Việc anh thờ gia tiên là để tưởng nhớ. Việc anh sống tốt sẽ giúp họ an lòng. Thờ phụng Quán Thế Âm Bồ Tát là phát nguyện từ bi. Từ bi hiểu đơn giản, giúp người bớt khổ, cho người thêm niềm an vui. Tóm lại, chư vị thờ gia tiên để tưởng nhớ và kể lại với con cháu, không nên thường xuyên kêu gọi nghĩ tưởng họ. Họ đã nghỉ hưu, họ đã về nhà của họ, họ không muốn làm phiền hoài. Trừ khi họ chưa siêu, người trong nhà thường xuyên mơ thấy họ cùng một hoàn cảnh, hay trong nhà có những con vật có biểu hiện lạ. Với những trường hợp ấy, ta sẽ có phương pháp khác. Việc thờ phụng Phật Bồ Tát tùy vào hạnh nguyện của mỗi vị. Ta phát nguyện theo vị ta thờ và sống lành sống thiện. Với nhà có không gian lớn và điều kiện, sẽ chia hai gian thờ, gia tiên và bàn thờ Phật khác nhau. Với nhà có diện tích khiêm tốn, tầng trên là thờ Phật, tầng dưới là thờ gia tiên. Nếu thờ cùng chung một bàn thờ, vừa thờ gia tiên vừa thờ Phật, thì tượng Phật nên có kệ kê cao hơn một tí. Tuy nhiên, tất thảy việc này là hình thức, là hình tướng, tâm thành là nhất. Đừng vì quá xem trọng việc thờ phụng mà ảnh hưởng đến đời sống người trong nhà. Giả dụ trước đây có một vị học phong thủy, nhờ phong thủy cuộc sống thay đổi đôi phần. Càng ngày người ấy càng đặt nặng chuyện phong thủy, rất ảnh hưởng đến tâm lý những người sống trong nhà. Quả là ban đầu phong thủy có tác dụng, nhưng về sau là phản tác dụng. Phong thủy là từ trường, vạn vật đều có từ trường. Phật pháp độ sanh không độ tử, giúp người thoát khổ, giúp người khai ngộ. Thờ phụng là để tưởng nhớ cội nguồn. Ba phương tiện trên là các pháp đều là bình đẳng. Khi đặt nặng một điều gì quá mức là đã đánh mất sự cân bằng. Vì vậy, cân bằng là nền tảng của vạn vật hài hòa. Ví như bốn hợp chất đất, nước, gió, lửa trong thân tạm này cần tương trợ lẫn nhau để cân bằng khí huyết. Cũng vì gia chủ trên, vị gia chủ đã đến tham vấn chuyện thờ gia tiên và thờ Phật. Ngoài chuyện đặt nặng chuyện thờ phụng, anh kể là anh làm nhiều nghề, miễn nghề nào kiếm tiền là anh làm. Hải Toàn xin thưa, mệnh của anh là mệnh có tiền, lại ham mê công việc. Dù thế nào cũng sẽ có tiền, không bao giờ hết việc. Tuy nhiên, có những ngành trước đây anh đã làm sẽ tổn giảm phước của chính anh. Cũng như anh quá say mê công việc, đánh mất sự an lạc của mình, bỏ bê gia đình. Những vị đủ duyên tìm đến Cải Toàn. Cải Toàn chia sẻ những câu chuyện phù hợp, khuyến nghị những phương tiện lành để thay đổi. May mắn thay, rất nhiều vị tự nỗ lực cải biến cuộc sống để tốt đẹp hơn. Cuối cùng có hai việc chư vị nên để tâm. Đầu tiên, khi thờ phụng nên nói rõ ý nghĩa thờ phụng với con, với cháu. Ngày qua ngày chúng sẽ thấm nhuần, chúng hiểu chuyện thờ phụng là việc làm phải đạo. Xưa giờ chẳng ai nói vì sao thờ, thờ làm gì, con cháu còn nhỏ chúng không đủ trí tuệ để hiểu. Thấy ông bà, cha mẹ thờ phụng, thắp nhang cúng bái, chúng nghĩ đó là mê tín. Chúng nghĩ thờ là mê tín, không có gì ngạc nhiên, vì xưa giờ chúng không được giải thích. Việc thứ hai chư vị nên lưu tâm, nên xem trọng giáo dục nhân quả, xem trọng truyền dạy đạo làm người cho con cháu. Xã hội ngày nay người ta sẵn sàng khẩu chiến trên mạng, sẵn sàng thị phi, nói lời thô ác, nhất là những người trẻ. Đó là kết quả của giáo dục nhân quả trước kia. Nếu chư vị nói, tôi rất thương con tôi sẵn sàng hy sinh vì con, tôi cho con tất cả những gì tốt nhất. Nếu nói và nghĩ như thế, không áp dụng giáo dục nhân quả, liệu có phải là tốt nhất cho con cháu? Để hiểu và dụng được giáo dục nhân quả,
chính chư vị cần có công phu tu tập, hiểu kinh và dụng được giáo pháp trong kinh. Ngược lại, không có công phu tu tập, không đủ trí tuệ, những vật chất cho con cháu khiến chúng thêm cái tâm tham. Tình cảm dành quá nhiều cho chúng khiến ta thêm phiền não. Khi phiền não, ta lại thắp nhang cầu ông bà tổ tiên, cầu thần Phật gia hộ. Mong ơn trên xử lý ta giúp cái quả, mà cái nhân trước kia do ta gây ra bởi tập nghiệp. Để hiểu hơn về nghiệp và mong muốn đến bờ giác, xin chư vị tìm nghe trong kênh hoặc tìm sách để đọc về giảng giải thập thiện nghiệp đạo và bước đầu học Phật. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.